Kính chào quý vị khán giả của chương trình An ninh ngày mới. Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần, tuy là không quá dày đặc như ngày hôm qua, thế nhưng mà sương mù cùng với mưa phùn vẫn tiếp tục duy trì trong sáng nay tại Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Thời gian có sương mù được dự báo là sẽ kéo dài cho đến khoảng 9 giờ sáng. Nếu như di chuyển trên đường trong khoảng thời gian này thì quý vị hãy chú ý là bật đèn vàng, di chuyển chậm, giữ khoảng cách với xe phía trước và chúng ta cũng nên là quan sát kỹ để đảm bảo an toàn giao thông. Vâng, và sau đó thì tới trưa chiều thì sương sẽ tan dần thôi ạ và nắng sẽ lên và đường xá thì khô ráo hơn. Quý vị có thể tranh thủ khoảng thời gian tạnh ráo này để dọn dẹp nhà cửa hay đi mua sắm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán đang đến gần.